tuy là cách ly nhưng mà những cái điểm chốt chặn ra vào của quận Gò Vấp rất là đông người bệnh nữa. Con đường thường ngày rất là đông đúc và nhộn nhịp, thường xuyên kẹt xe và di chuyển rất chậm. Hôm nay thì anh chị có thể nhận thấy là rất là vắng. Anh chị có thể nhìn thấy được khu vực chợ Hạnh Thông Tây trong cái ngày phong tỏa đầu tiên này hầu như là dẹp sạp hết, dẹp sạp vào đóng cửa. Đội ngũ y tế đang đi ở phía trong, những cái xe lấy mẫu xét nghiệm. Đây là nguyên một cái con hẻm thôi. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 11:30 trưa ngày 31 tháng 5. Em đang chạy lang thang trên khu vực Phú Nhuận anh chị. Đây là con đường Võ Duy Nguy năm xưa, ngày hôm nay là đường Phan Đình Phùng. Phía trước thì chúng ta đi tới ngã tư Phú Nhuận. Anh chị có thể nhận thấy là khu vực ngã tư Phú Nhuận này vào những ngày thường á, thì rất là đông đúc xe cộ chờ đèn đỏ dài tới đây này. Nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên của Sài Gòn bắt đầu cách ly các quận huyện, và đối với Gò Vấp thì phong tỏa. Em nhận thấy cái tuyến đường ngay ngã tư Phú Nhuận này nó thông thoáng lắm anh chị. Nhà cửa hai bên anh chị có thể thấy là người ta đóng cửa hết. Tất nhiên không phải là hoàn toàn đâu anh chị, những mặt hàng không thiết yếu thôi, còn như các quán ăn người ta vẫn bán mang đi. Hơn nữa là có một số mặt hàng như giày dép, quần áo, vé số thì người ta vẫn bán bình thường. Bên tay trái của em, trưa ngày hôm nay em cũng xin mời cô bác anh chị đi lang thang với em một chút xíu, chúng ta cập nhật cái tình hình Sài Gòn vào cái ngày đầu tiên cách ly. Phố xá vẫn mở cửa một số nhà nhưng mà đa số là đóng cửa hết. Đây là con đường Võ Duy Nguy và con đường Chi Lăng năm xưa, ngày hôm nay là Phan Đình Phùng và Phan Đăng Lưu. Bên tay phải thì anh chị sẽ đi về chợ Bà Triệu ra Hàng Xanh ha. Bên tay trái chúng ta đi vào con đường Hoàng Văn Thụ ngày hôm nay, và đó là con đường Võ Tánh năm xưa để đi về sân bay. Bên phải em đang đứng ngay chỗ cái anh Pháp này đi giao hàng đó anh chị. Đây là Việt Nam Tín Nghĩa Ngân Hàng ngày xưa, bây giờ nó là Việt Tin, ngân hàng Việt Tin. Em chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày nhiều sức khỏe và bình an, ngày cuối cùng của tháng 5. Và chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho cái đợt dịch này, cho cả nước mình nói chung và Sài Gòn mình nói riêng vượt qua sớm. Bây giờ em sẽ băng qua cái ngã tư kỷ niệm này, em đi về trên con đường Nguyễn Kiệm hướng về ngã ba Chú Ía. Hôm nay thì cũng mon men một chút xíu xung quanh khu vực Gò Vấp xem tình hình phong tỏa, những cái vị trí nào đi được, những cái con đường nào, gửi đến cô bác anh chị ở xa cũng như là những cô bác anh chị ở Sài Gòn mà muốn biết thêm một số cái con đường có thể đi ngang Gò Vấp. Và tất nhiên phong tỏa không phải là tất cả các tuyến đường anh chị, và cũng không phải ai cũng ở nhà. Những người đi làm thì hình như vẫn có thể đi ra được, nhưng mà phải hướng dẫn cụ thể của phường xã ở khu vực đó. Đây là con đường Nguyễn Kiệm, ngày xưa là Võ Duy Nguy nối dài lên cho tới Nguyễn Oanh, cho tới cầu An Lộc đi Hà Huy Giáp. Những cái nhu yếu phẩm sáng hôm nay em xem trên Facebook thì rất là nhiều người than thở là ra các cái cửa hàng mua như Bách Hóa Xanh rồi có food này kia thì hết sạch trơn. Tối hôm qua dân Sài Gòn mình đi mua hàng dự trữ rất là nhiều anh chị, mặc dù là
biết là cách ly thì nói chung ăn uống nó không có thiếu thốn đâu, nhưng mà hình như cái tâm lý bà con mình cũng lo lắng đó, rồi đi gom hàng, đi dự trữ hàng rất là nhiều, thành ra một số cái siêu thị trong hồi chiều hôm qua người ta cháy hàng luôn. Cái không khí ở ngoài thì nó về cái hình á, về phần hình á thì chúng ta thấy nó giống như 28-29 Tết, nhưng mà về phần cái không khí thì nó không có vui đâu anh chị, buồn lắm, nó trùng trùng kiểu như là nó hơi trầm lắng một chút xíu. Đây con đường Nguyễn Kiệm đi hướng đi về ngã ba Chú Ía, mọi ngày trước thì nó rất là nhộn nhịp, rất là đông vui, tuy nhiên hôm nay thì anh chị có thể nhìn thấy vắng vẻ. Bên trái em có nhà thờ Phát Diệm anh chị ha, một ngôi nhà thờ rất là nhiều kỷ niệm và lâu đời ở đây. Còn bên phải em có con đường Nguyễn Đình Chiệu này, ở trên con đường Nguyễn Đình Chiệu này thì ngày xưa có một cái ngôi chợ nhỏ thôi, bây giờ thì người ta dời vào cái khu chợ Nguyễn Đình Chiệu ở phía trước ngay cái cổng ra xe lửa. Ngày xưa ở đây thì có một cái chợ cổng, bây giờ thì dời vào chợ Nguyễn Đình Chiệu hết rồi anh chị. Cái cảnh vật của Sài Gòn bên trong cái bụi đầu phong tỏa Gò Vấp, và em đang chạy trên con đường này là thuộc quận Phú Nhuận anh chị. Bên phải có con đường Chiến Thắng và con đường Lê Tự Tại để chúng ta quẹo vào chợ Nguyễn Đình Chiểu đó. Em mới đi ngang cái đường ray xe lửa. Bánh mì, heo quay, giày dép, rồi thơm, xoài, quần áo và một số cái tiệm tạp hóa, chạp phô, người ta mở cửa buôn bán. Sáng nay thì em thấy các bạn trên Facebook cũng than giá cả hàng rau củ nó lên quá, lên gấp đôi, có nơi gấp rưỡi. Ảnh hưởng nhiều nhất là những cái dịch vụ ăn uống, massage, cắt tóc, lọng đẹp. Đóng cửa sạch sẽ hết anh chị. Em mới hớt tóc đâu được vài ba tuần cũng đỡ, chứ không là tóc dài ra là nóng được ngứa ngáy. Mấy hôm nay thì trời thời tiết Sài Gòn khá là oi bức. Anh chị có cảm nhận được cái sự vắng vẻ của con đường Nguyễn Kiệm này hay không ha? Bởi vì chúng ta đang càng ngày càng đi tới gần cái khu vực Gò Vấp. Em cũng không biết là trên những cái con đường của Gò Vấp ngày hôm nay thì con đường nào là có những cái chốt chặn. Bên phải em đây là con đường Thích Quảng Đức ha, chúng ta đi về đường Phan Xích Long ở Thái Lập Thành năm xưa, hay còn gọi là cái xóm nước đen ngày xưa đó anh chị. Những cái siêu thị thì người ta cũng đóng cửa luôn, một vài cái siêu thị ở những cái khu vực giáp Gò Vấp thôi nha. Nhưng mà bán mang về là chính, hoặc là rất là hạn chế người vào, phải khai báo y tế. Em đang đi tới vùng đất của Gò Vấp, phía trước là ngã ba Chú Ía, bên trái có con đường Đặng Văn Sâm nè anh chị. Con đường Đặng Văn Sâm này chạy ra cái sân golf ngày xưa, bây giờ nó là công viên Gia Định đó. Và anh chị có nhớ không, con đường Đặng Văn Sâm ngày xưa là nó nằm ở bên quận Nhì, ngay chỗ cầu Ông Lãnh anh chị. Ngày hôm nay hình như cái tên gì đó em quên rồi đó, con đường Đặng Văn Sâm này. Hôm nay thì bên này có con đường Đặng Văn Sâm, phía trước là ngã ba Chú Ía anh chị ha. Em sẽ không đi lên cái cầu vượt, đi bên dưới thử xem ở dưới ngã ba Chú Ía thì có cái chốt chặn nào hay không. Sáng hôm nay cập nhật tình hình ở trên một số cái trang báo của Việt Nam mình thì khu vực Gò Vấp sáng hôm nay tuy là cách ly nhưng mà những cái điểm chốt chặn ra vào của quận Gò Vấp rất là đông người, đa số là bà con mình xin đi ra đi làm rồi đi công chuyện rất là nhiều. Cho nên là nó cũng dẫn đến cái vấn đề đông nghẹt ở ngay những cái vị trí chốt chặn đó. Không biết là
dập dịch được chưa, chứ thấy đông quá thấy cũng sợ. Em sẽ đi, và con đường nào trống thì em đi anh chị ha, con đường nào có chốt chặn thì em quay ra, bởi vì em cũng không có cái công việc gì phải chạy vào bên trong cả. Nhưng mà con đường nào người ta cho phép đi thì nó an toàn, mình được đi. Và em nghĩ là cũng sẽ cập nhật sơ cái tình hình ở đây, gửi đến cô bác anh chị ngã ba chú Yến năm xưa. Bây giờ thì nó có tên là ngã 6 Nguyễn Thái Sơn. Hàng quán xung quanh ngã ba chú Yến là đóng cửa hết anh chị. Kể cả những cái trung tâm điện máy ở đây, nếu mà bình thường anh chị sẽ nhìn thấy cái khung cảnh rất là nhộn nhịp, đông vui. Tuy nhiên thì khu vực này ngày hôm nay nó lại vắng vẻ lắm. Tại bắt đầu là quận Gò Vấp rồi. Bên trái chúng ta có con đường Bạch Đằng mới mở để chúng ta đi về sân bay. Và khu vực này nó cũng là con đường Nguyễn Văn Công, cái nơi sinh hoạt của khu vực của Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng đó anh chị. Đường Nguyễn Văn Công nằm sát ở chợ Tân Sơn Nhất nè. Rồi, em xin phép xin nhan đi vào con đường Nguyễn Thái Sơn ha. Cứ đi như vậy để cập nhật cho anh chị. Em cũng đảm bảo mọi cái biện pháp an toàn lắm anh chị. Không có dở khẩu trang và cái nón bảo hiểm full face ra đâu. Đối với con đường Phạm Văn Đồng bên tay phải, anh chị sẽ đi về Thủ Đức. Đây, em đang chạy vào con đường Nguyễn Thái Sơn. Nó cũng là gọi là một cái con đường trục chính dẫn đi về Gò Vấp. Con đường này thì ngày xưa nó có tên là đường Phan Thanh Dạng và đường Trương Dương, nó nối dài với nhau. Anh chị nếu mà chạy hết cái con đường này, chúng ta sẽ đi về cầu An Phú Đông. Cái cầu sắt ngày xưa cách đây khoảng 6 tháng đó thì có cái phà An Phú Đông. Nhưng mà hôm nay thì được xây một cái cầu sắt rồi, khoảng mười mấy tỷ đó anh chị. Đó, thì chúng ta sẽ đi qua quận 12. Em nhận thấy là ngay vị trí này Tổng Y viện Cộng Hòa bên tay trái ngày hôm nay là Bệnh viện Quân Y 175. Một con đường cửa ngõ đi vào Gò Vấp đây vẫn còn lưu thông được bình thường anh chị ha. Và hàng quán nhà cửa đây là hầu như đóng hết toàn bộ 100%. Em đang bước vào khu vực Gò Vấp. Bên phải là trường Chân Phước Liêm anh chị, và có giáo xứ Mân Côi tu viện dòng Thánh Đa Minh. Có một điều chúng ta cũng lưu ý là khi lưu thông vào đây chúng ta không được dừng lại anh chị ha. Tức là theo cái quy định đó, không được dừng lại, phải lưu thông từ khi đi vào cho tới khi đi ra. Tất nhiên là có những người người ta dừng thì cái đó thì mình cũng không có quyền để góp ý được, đó là chuyện của cơ quan chức năng. Và anh chị có thể thấy là nhà cửa hầu như là người ta đóng hết ở trong nhà thôi. Em cập nhật sơ cái vị trí của Gò Vấp gửi đến anh chị. Anh chị ở nhà có thể xem các clip này để cập nhật thêm tình hình trong cái ngày đầu tiên mà Gò Vấp phong tỏa anh chị. Những một số hàng quán người ta vẫn bán, gọi là những cái nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống, ăn uống, tã sữa, giấy vệ sinh này kia thì phải bán thôi anh chị, chứ bây giờ mà không bán thì nó sẽ gây ra cái vấn đề hoang mang trong cái cộng đồng, lúc đó lại càng mệt nữa. Con đường thường ngày rất là đông đúc và nhộn nhịp, thường xuyên kẹt xe và di chuyển rất chậm. Hôm nay thì anh chị có thể nhận thấy là rất là vắng. Con đường Nguyễn Thái Sơn này thì chúng ta sẽ đi thẳng một mạch tới vị trí của chợ Gò Vấp. Mười lăm ngày anh chị, phong tỏa 15 ngày. Và trong vòng 15 ngày này thì anh chị nghĩ xem những cái hàng quán mà người ta đi thuê mướn, hầu hết là người ta phải trả mặt bằng, hoặc là chủ nhà cho thuê người ta phải giảm giá, hoặc là như thế nào đó để hỗ trợ cho cái người kinh doanh.
mặt tiền đa số buôn bán ở đây là đi thuê cả anh chị đó, và chúng ta có thể thấy là 15 ngày đối với em chẳng hạn thì em thấy cũng không lâu lắm, nhưng mà đối với những người mà bị phong tỏa ở đây em nghĩ chắc là nó dài đằng đẵng, bởi vì là cứ mỗi ngày người ta cứ ngồi trên cái đống lửa vậy, vừa lo cái vấn đề dịch bệnh, vừa lo cái vấn đề bán buôn bán, hầu như là đóng cửa hết anh chị ha. Hôm nay khá là vui, thấy Sài Gòn mình không có dính trong cái bảng danh sách những ca nhiễm mới. Không biết là do đang phong tỏa từ tối tới bây giờ chưa ra kết quả hay là hôm nay không có thì em không biết, nhưng mà chưa có cái ca nhiễm thì tín hiệu cũng đáng mừng. Rất là hy vọng chúng ta sẽ vượt qua được cái giai đoạn này. Đây là cái giai đoạn đầu tiên mà Sài Gòn mình dính các cái ca Covid nặng nhất. Bên phải em là con đường Nguyễn Văn Bảo thuộc khu vực Gò Vấp, và đây là con đường năm xưa có tên là Trương Vĩnh Ký, để chúng ta đi về cô nhi viện Gò Vấp nè, Sao Mai, rồi trường Đông Bosco, trường dòng Đông Bosco ngày xưa, bây giờ là trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Và chợ Gò Vấp như thế nào, em xin phép được quẹo vào. Nếu như người ta cho đi thì vẫn cứ đi bình thường, chưa có đến độ phải không di chuyển được anh chị. Đây, chợ Gò Vấp trong cái buổi sáng ngày hôm nay, anh chị có thể thấy là người ta vẫn bán buôn một cách bình thường nha, các cái nhu yếu phẩm cần thiết, rồi bánh tét, bánh chưng, bánh giò gì đây, cá, thịt, rau, củ vẫn bình thường, cho nên là cô bác anh chị hết sức là yên tâm trong 15 ngày cách ly, 15 ngày phong tỏa. Chúng ta không có gì phải gom quá nhiều hàng. Đó, trái cây, thịt vẫn y như vậy. Chỉ có là không biết cái giá nó có bình ổn hay không thôi. Thì cái đó thì không biết. Rồi em quay ngược lên lại hướng ngã năm Chuồng Chó trên con đường Nguyễn Văn Nghi. Nguyễn Văn Nghi năm xưa có tên là Gia Long. Những con đường xưa, những con đường nay vẫn cái vị trí như vậy, nhưng nó thay đổi cái tên và thay đổi cả những cái căn nhà. Thành ra là lúc nào em cũng phải chi tiết nhất có thể những cái tên đường cũ và những cái kênh đường mới để tất cả những cô bác anh chị xem cái clip này hoặc là xem những cái clip khác trên kênh có thể nhớ được những cái vị trí em đi, những cái kỷ niệm ở đây. Bên phải con đường của Nguyễn Văn Nghi này, chúng ta sẽ về cầu Hang Ngoài và đi về Lê Quang Định anh chị. Lê Quang Định đi ra chợ Bà Triệu. Rồi bên trái thì chúng ta sẽ đi lên ngã năm Chuồng Chó. Ồ, ở đây là thường ngày có một cái bà bác rất là to, hôm nay rất là sạch sẽ. Thôi thì chúng ta cứ nghĩ một cách tích cực, cách ly phong tỏa, bà con mình lại có cái khoảng thời gian để sắp xếp lại công việc, nghỉ ngơi, giữ gìn thêm sức khỏe để chống dịch. Em đang đi cái hướng chạy về ngã năm Chuồng Chó anh chị ha. Và đây là cái mặt tiền ở phía trước chợ Gò Vấp trên con đường Nguyễn Văn Nghi ngày hôm nay, năm xưa có tên là Gia Long. Đi thẳng thì chúng ta sẽ cắt ngã tư Nguyễn Thái Sơn. Anh chị có thể thấy là nó cũng không phải là hoàn toàn im lìm, vẫn có những cái hoạt động buôn bán những cái nhu yếu phẩm bình thường cho bà con mình. Này, có một cô bán vé số. Không biết là những người bán vé số rồi nhặt vé chai, những người đi ăn xin trong cái khoảng thời gian phong tỏa ở Gò Vấp này thì như thế nào. Cái cuộc sống nó cũng vất vả. Nếu mà phong tỏa không được đi ra ngoài thì họ lại không có cái ăn, cái mặc.
khu vực này thì thường ngày sẽ rất là đông, và hai bên á, người ta có bán những cái đồ như mật ong nè, bột nghệ, củ riền, củ gừng, những cái đồ trên rừng á đem xuống. Nhưng mà hôm nay thì anh chị thấy vắng, và con đường này thì có những cái tiệm vàng bạc, rồi những cái tiệm trà sữa, một cái món rất là yêu thích của bạn trẻ Sài Gòn, hôm nay cũng vắng vẻ. Bên phải là nhà sách Lạc Xuân Pha Sa, là cái rạp Lạc Xuân năm xưa anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ chạy hướng này ra ngã năm Chuồng Chó, em sẽ tổng hợp Gò Vấp ngày đầu tiên trong các clip này gửi đến anh chị. Một mặt để anh chị ngắm cảnh xưa, ôn lại những cái kỷ niệm trong cái ngày thông thoáng này. Thứ hai nữa là chúng ta cũng cập nhật thêm cái tình hình ở trên cái con đường Nguyễn Văn Nghi, Gia Long này, năm xưa đó. Nhà cũ khá là nhiều, hai bên đường thì chúng ta có thể thấy những cái căn nhà cũ xưa với những cái lối kiến trúc rất là đặc trưng anh chị. Ngày hôm nay thì em thấy ở khu vực này người ta cũng không có xây dựng quá nhiều những cái căn nhà cao tầng, building. Đa số là người ta giữ lại những cái nét xưa nhiều lắm trên cái con đường này. Chỉ có điều là những cái bảng quảng cáo chi chít che hết cái mặt tiền, anh chị khó thấy thôi. Em chạy hướng này ra ngã năm Chuồng Chó, anh chị có thể cảm nhận được cái sự vắng vẻ của một cái ngày đầu tiên phong tỏa Gò Vấp. Từ nãy đến cho tới bây giờ thì em chưa có gặp một cái chốt chặn nào anh chị. Có những cái chốt chặn, nếu mà đọc trên những cái trang báo đó thì có thông tin rất là chi tiết cặn kẽ anh chị. Nhưng mà em cứ đi như vậy để chúng ta có những cái điều bất ngờ. Ngày cuối cùng của tháng 5 cũng là cái ngày mà chúng ta bắt đầu phong tỏa Gò Vấp. Tất nhiên là không phải tất cả các phường luôn đâu anh chị ha. Em nhớ không nhầm thì phường 3, phường 7, phường 9, hay là phường 3, phường 5, phường 9 gì đó, rồi phường 11, 14, 15 là phong tỏa hoàn toàn. Còn những cái phường khác thì vẫn hoạt động được, những cái nhu yếu phẩm bình thường, những người đi làm vẫn còn đi được. Đây chúng ta ra ngã năm Chuồng Chó. Ngã năm Chuồng Chó thì ngày xưa nó khác lắm, không như bây giờ. Ở đây ngày bây giờ nhà cửa san sát nhau vậy. Ngày xưa thì cái hình ảnh nó sẽ hoang vắng hơn nhiều. Chúng ta có thể thấy là một nhánh bên tay trái là con đường Nguyễn Kiệm đó anh chị, chạy xuống ngã ba Chú Ía. Một nhánh bên tay phải em là con đường Nguyễn Oanh, thì chúng ta chạy xuống, chạy đi lên ngã tư Ga. Rồi còn cái hướng đi thẳng đây, hướng Quang Trung, chúng ta sẽ đi về cầu Chợ Cầu và qua quận 12, Hóc Môn. Em xin phép chạy thẳng trên con đường Quang Trung đi anh chị. Chạy trên con đường Quang Trung này đưa anh chị đi về chợ Hạnh Thông Tây. Phố xá rất là vắng vẻ anh chị, người ta đóng cửa hết á. Nhìn một số những cái hình ảnh này không biết là cô bác anh chị có cái kỷ niệm nào về ngày xưa hay không. Em thì chỉ có thấy những cái hình ảnh này ở Sài Gòn vào cái dịp gần Tết thôi. Nếu như mà gần Tết khoảng chừng 27 tới 29 là chúng ta đi ngoài đường cũng có cảm giác cũng có cái hình ảnh như vậy nè anh chị. Nó vắng vẻ, nhà cửa đa số người ta nghỉ để chuẩn bị về quê đó. Và ngày 30 hoặc mùng 1 thì nó mới vắng tanh như chùa Bà Đanh, còn mà ngày 29, 28 thì nó cũng cỡ như vậy. Bên tay trái em là sân bay. Cái con đường này là nó thuộc cái con đường vành đai của phi trường Tân Sơn Nhất. Đó, ngày xưa thì nó là cái con đường nhỏ, một con đường mòn nhỏ lắm anh chị, xe cộ đi nó rất là khó khăn chứ không như bây giờ.
ngày xưa thì nói chung là nó có nhiều cái giai đoạn lắm. Chính xác thì phải là nghiên cứu nó kỹ hơn đó. Còn em cũng là chị chia sẻ với anh chị một số cái thông tin như vậy thôi. Hàng quán người ta đóng cửa 15 ngày nha, đối với Gò Vấp phong tỏa 15 ngày. Cái con đường này á, ngày hôm nay nó là một cái con đường nhộn nhịp sầm uất bậc nhất Gò Vấp về tất cả các mặt hàng. Đặc biệt ở đây là chúng ta có những cái mặt hàng về điện máy và mặt hàng về thời trang như quần áo, giày dép. Đó, đây bên phải em là một cái cửa hàng điện máy xanh, người ta đóng cửa rồi. Hôm nay ở đây thì em chỉ thấy những cái quán ăn nho nhỏ và những cái ngân hàng người ta còn hoạt động. Ngân hàng ở đây em đang chạy là trên khu vực thuộc phường 10 đó. Chiều hôm qua thì mãi tới tối bà con mình vẫn đi mua đồ. Bên phải em ở đây là chúng ta có một cái Vincom đó, của tập đoàn Vingroup. Ôi, cái con đường hàng ngày nó đông đúc, nó nhộn nhịp. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái cảnh này thấy cũng rầu quá anh chị. Bên phải em là nhà thờ Xóm Thuốc, sát bên hông thì có một cái ngôi chợ Xóm Thuốc. Nhắc lại những cái địa điểm khi xưa thì anh chị một phần nào đó chúng ta nhớ về cái vị trí này. Đi thẳng hướng này thì em sẽ tới đường Phạm Văn Chiêu và Phan Huy Ích đó. Một chút xíu cái khung cảnh của Gò Vấp vào cái ngày đầu tiên phong tỏa như vậy. Cái clip này thì em sẽ thực hiện nó dài một chút xíu, đi một số những cái con đường chính của Gò Vấp để anh chị thấy một cách tổng quan nhất có thể anh chị ha. Ở đây á, thì nó nằm ngay trên cái đường bay của sân bay Tân Sơn Nhất đó anh chị. Thành ra là anh chị có thể thấy nhà cửa ở đây người ta chỉ xây khoảng vài tầng thôi, vài hoặc ba tầng là hết cỡ rồi. Tức là có cái một quy định chung không được vượt quá bao nhiêu tầng đó. Nó sẽ vướng vào cái đường bay chẳng hạn. Thành ra là ở đây anh chị nhìn phóng cái tầm mắt xa một chút xíu thì anh chị thấy là nó không có nhà cao quá anh chị ha. Nó đồng bộ một chút xíu như vậy đó. Ngân hàng. Đây có một chú đang live stream đây. Đang live stream. Cái tình hình của Gò Vấp bây giờ á, cũng rất là nhiều cô bác anh chị muốn cập nhật. Ở cái vùng đất này nó là một cái vùng đất cũng xưa rồi. Đa số là của bà con di cư ngoài Bắc năm 54 là chính ha. Ngày xưa cái vùng đất này thì nó cũng xa, cảm giác nó xa trung tâm đó. Đó, mặc dù bây giờ nếu mà chạy từ trung tâm Sài Gòn lên đây thì nó cũng không bao xa, cũng như những cái quận huyện khác ngoại thành thôi. Nhưng mà ngày xưa ở đây thì nó lại mang rất là nhiều cái kỷ niệm với cô bác anh chị. Đó, sau năm 75 thì cũng đa số rất là nhiều cô bác anh chị đi định cư ở nước ngoài. Đó, thành ra cái vùng đất này nó cũng là một cái vùng đất nhiều cái kỷ niệm thân quen. Em thì ngày xưa cũng sinh sống ở vị trí này anh chị. Lúc mới vào Sài Gòn thì 175 thì ở quận Phú Nhuận.
Rồi sau đó thì chuyển lên trên này. Phía trước của anh chị đây là chúng ta có cái con đường thống nhất anh chị ha. Em xin phép được đi thẳng qua thống nhất để quẹo vào chợ Hạnh Thông Tây một chút xíu. Rồi xong sau đó thì chúng ta sẽ đi con đường Lê Văn Thọ ha. Chúng ta về ngã tư chợ Rau trên con đường Phạm Văn Chiêu. Đó là cái hướng đi của em trong các clip này. Đường thống nhất bên phải thì chúng ta quẹo về chợ Xóm Mới, còn bên phải em ngay cái mấy cái cửa cuốn đóng lại đây, ngày xưa là chợ Hạnh Thông Tây đây nè, nghe anh chị chia sẻ như vậy. Bây giờ chợ Hạnh Thông Tây thì nó dời lên trên trên kia rồi. Thì trên đó ngày xưa nó cũng là một cái nghĩa trang anh chị, cái chợ Hạnh Thông Tây đó, cái nghĩa trang của hình như là của quân đội thời đó, quân đội Pháp thời đó, thì nghe nó cũng lớn lắm. Và về Gò Vấp thì có hai cái ngôi chợ mà chúng ta sẽ thấy nó rất là nổi, đó là chợ Hạnh Thông Tây và chợ Xóm Mới. Hầu như là nhắc tới Gò Vấp ai cũng nhớ về hai cái ngôi chợ này. Đây các anh nhà báo chụp hình quay phim đang làm phóng sự đó anh chị. Cái nghề của họ thì họ phải đi thôi. Em xin phép được chạy vào chợ Hạnh Thông Tây loanh quanh một xíu ha. Bởi vì khu vực chợ Hạnh Thông Tây thì nó là một cái vị trí rất là nhộn nhịp sầm uất. Từ sáng cho tới tối, đa số là họ bán quần áo buổi chiều cho tới tối. Hôm nay không biết như thế nào trong cái mùa phong tỏa này. Vé số. Rồi, những người bán vé số ở đây bây giờ phải đi xe đạp. Chứ bây giờ đi bộ thì không biết bán cho ai. Mà đi bộ đi có một đoạn thì nó mệt lắm. Đi xe đạp bây giờ mới chạy được xa. Cũng tếu lắm anh chị, hôm mà có cái lệnh phong tỏa bắt đầu từ 0 giờ là có rất là nhiều bạn là xách vali chạy, tháo chạy khỏi cái vùng Gò Vấp này qua nhà bạn ở chẳng hạn. Nói chung là họ cứ né, họ cũng phải né. Bên tay phải của em là nhà thờ Hạnh Thông Tây, là một trong hai cái ngôi nhà thờ của dòng họ ông Huyện Sĩ. Đây là con của ông Huyện Sĩ xây. Còn ông Huyện Sĩ thì ông xây cái nhà thờ Huyện Sĩ trên con đường Tôn Thất Tùng. Ngày xưa là con đường Bùi Chu đó anh chị. Em xin phép quẹo tay trái, bọc ngược lại để chạy về chợ Hạnh Thông Tây. Đây rồi, bên này là chợ Hạnh Thông Tây. Em chạy một chút xíu, trong chợ chắc là không có phong tỏa đâu. Thì có chút phong tỏa thì mình đi ra thôi. Đây anh chị, anh chị có thể nhìn thấy được khu vực chợ Hạnh Thông Tây trong cái ngày phong tỏa đầu tiên này. Hầu như là dẹp sạp hết, dẹp sạp vào đóng cửa. Bình thường là bắt đầu người ta mở bán rồi, trưa thì người ta bán trong cái sạp thôi, chiều thì người ta lấn ra ngoài đường. Đó. Hôm nay thì chợ Hạnh Thông Tây không một bóng người luôn anh chị. Nhìn nó điều hiu, rất là điều hiu. Đây là phía sau một cái công viên. Phía sau này có một cái công viên. Bây giờ thì nguyên cái quận Gò Vấp nó vắng. Phía trước là chúng ta đi ra con đường Quang Trung lại đó anh chị. Em chạy những cái con đường ở đây để cho cô bác anh chị và các bạn nào mà đã từng đi chợ Hạnh Thông Tây ngày xưa đó,
hôm nay có thể cập nhật được một xíu cái tình hình. Ở đây thì có thể bán online. Ngày hôm nay có thể bán online anh chị. Có một cái thời buổi công nghệ thì nói chung là vẫn chúng ta có rất là nhiều cái cơ hội để tiếp cận với khách hàng. Có một chú thì nghỉ dịch, chú đi chặt cây luôn. Rồi em xin phép được đi vào con đường Lê Văn Thọ, những cái con đường chính của Gò Vấp, đường Lê Văn Thọ này, Lê Đức Thọ này, Thống Nhất này. Rồi chúng ta chờ đèn xanh đèn đỏ rồi chúng ta chạy qua con đường Lê Văn Thọ anh chị ha. Giống như ngày Tết. Bên trái thì chúng ta sẽ được chạy lên cầu chợ cầu. Bên phải thì chúng ta đi xuống lại ngã năm chuồng chó. Rồi, bây giờ em chạy vào con đường Lê Văn Thọ. Khu vực này người ta gọi là làng hoa. Đó. Ngày xưa thì Gò Vấp cũng có nhiều làng xóm, khu làng hoa, ở đây người ta trồng hoa khá là nhiều. Bây giờ thì nó còn cái công viên làng hoa. Thật ra công viên làng hoa cũng không phải là quá lâu đâu anh chị, mới đây thôi à. Nhưng mà cái tên làng hoa thì nó gắn liền với cái vùng đất ở chỗ này cũng lâu đời. Đó, và ở gần cuối cái con đường Phan Văn Trị này, con đường Lê Văn Thọ này, thì nó có một cái ngã tư, người ta gọi là ngã tư chợ rau. Vào một buổi sáng 3-4 giờ là bắt đầu những cái xe bán những cái xe rau ở các tỉnh phía dưới như Tây Ninh rồi huyện Củ Chi, người ta mang lên phân phối cho khu vực Gò Vấp này, bán sỉ bán lẻ các kiểu. Đó, như gọi là cái ngã tư chợ rau. Rồi ở đây thì bán trái cây, rồi một số cái tiệm tạp hóa, ngày xưa người ta gọi là tiệm chà phô, ngày xưa của Sài Gòn thôi anh chị ha. Rồi anh chị cũng có thể nhận thấy cái con đường Lê Văn Thọ này không, nó vắng vẻ. À, từ nãy cho tới bây giờ thì em vẫn chưa đụng một cái chốt chặn nào. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là nếu anh chị muốn lưu thông, ví dụ từ quận 12 đi qua xuyên qua Gò Vấp để xuống Phú Nhuận, Bình Thạnh, thì những con đường này chúng ta có thể đi được. Ví dụ như là em chỉ mới đi có một hướng đi vào thôi, còn cái hướng đi ra còn mé bên này thôi, còn mé bên kia thì em chưa biết nha. Mé bên kia, ví dụ như cái đầu đường của Lê Văn Thọ này tiếp giáp với quận 12 đi, thì không biết là có chốt chặn hay không, ví dụ như vậy anh chị, chúng ta chưa có biết. Rồi chúng ta đi tới cái ngã tư này, bên đây là con đường cắt ngang đây, hồi xưa nó là con đường cây trâm đó anh chị, bây giờ nó tên là Nguyễn Văn Khối. Ngay chỗ này thì quá quen với em rồi, ngày xưa em ở gần đây, trên con đường Phạm Văn Chiêu. Sáng thì hay đi tập thể dục ở công viên làng hoa, rồi ăn sáng những cái quán ở đây. Gò Vấp, nói về ăn uống thì giá rẻ nè anh chị, và nhiều món lắm, là nhiều món ăn lắm, nhiều cửa hàng ăn uống lắm. À, nếu mà anh chị sinh sống ở Gò Vấp độ khoảng 1 năm, 2 năm trở lên thì anh chị sẽ hiểu cái vùng đất này. Hàng quán thì bây giờ đóng hết đó, cho nên là em cũng không có lia camera nhiều, cập nhật chủ yếu cái đường xá ở đây, tình hình ở đây ngày hôm nay. Vẫn là hạn chế ra khỏi nhà thôi anh chị, còn mà có những cái công việc thì chắc là vẫn phải đi làm để kiếm sống chứ.
đúng quy định là được, không tụ tập quá 2 người. Nhưng mà thật ra là dưới 2 người chỉ có 1 người thì chẳng có ai tụ tập anh chị. Nói chung là không có tụ tập luôn. À nhưng mà 2 người thì được, 2 người thôi, không quá 2 người. Ở đây như bên tay trái của em thì có một cái chốt chặn, chặn ở đây là khu vực tạm thời cách ly. Đây anh chị, ở trong này, ở đây là con hẻm 347. Đó, có đội ngũ y tế đang đi ở phía trong, những cái xe lấy mẫu xét nghiệm. Đây là nguyên một cái con hẻm thôi. Trời hôm nay khá là nắng anh chị. Bây giờ nhiệt độ tầm 34-35 độ. Em đi đường phố nhiều nên em cảm nhận được thôi, chứ em cũng chưa có lấy cái điện thoại ra cập nhật cái nhiệt độ. Nhưng mà khá nắng. Đối với cái con đường Lê Văn Thọ này, nếu mà anh chị đi hết đường luôn là chúng ta sẽ nhập chung với cái con đường Lê Đức Thọ. Nhập với cái con đường Lê Đức Thọ để chúng ta chạy ra đường Lê Văn Khương, cắt ngang xa lộ Đại Hàng, ngày nay là quốc lộ 1A. Rồi hôm nay em chạy xe thấy đã quá anh chị, không có ai dí mình hết, không có nhiều tiếng còi xe, không có khói bụi. Chắc là nếu mà thí dụ thôi anh chị ha, thí dụ mà cứ một tháng Sài Gòn mình có khoảng vài ngày như vậy thì như thế nào nha. Em nghĩ là nó cũng có cái hay của nó chứ, không buôn bán, không đông đúc, có cái ngày nghỉ ngơi rồi đi chơi chẳng hạn, muốn đi chơi đi chơi. Chứ em thấy bây giờ giống như là mình đợi Tết, đợi lễ mới đi chơi, còn các ngày trong năm quần quật làm không nghỉ ngơi, cũng đuối chứ anh chị ha. Ở đây là chúng ta có con đường Phạm Văn Chiêu cắt ngang. Đúng lý ra thì em nghĩ là em sẽ quẹo về Phạm Văn Chiêu bên phải để chúng ta đi về chợ Sống Mới. Nhưng thôi bây giờ em về đây thì em phải cập nhật một xíu là cái con đường Lê Văn Thọ này đi, ví dụ đi, nó có thông suốt hay không. Thì em sẽ chạy, bây giờ em sẽ chạy hết cái con đường Lê Văn Thọ này để ra xa lộ Đại Hàng, xem cái điểm giao giữa cái quận 12 với cái con đường này nó có bị phong tỏa hay không anh chị. Cập nhật cho anh chị một xíu. Bên trái là chúng ta quẹo ra đường Quang Trung, bên phải chúng ta đi về chợ Sống Mới. Em xin phép chạy hết con đường Lê Văn Thọ này để nhập chung với con đường Lê Đức Thọ, nó ngay cái mũi tàu anh chị, và chúng ta sẽ đi lên một cái cầu. Cái khu vực này thì ngày thường rất là đông, và có một cái đống rác rất là to bên mé tay trái em nằm ở đây. Tại vì cái khu này đó là cái khu chợ rau như lúc nãy em nói đó anh chị. Người ta thường hay phân phối rau thì nó sẽ có những cái rau hư rồi rác nhiều lắm, người ta đổ một đống rác rất là to. Nhưng ngày hôm nay thì không thấy nữa rồi, và có thể là 15 ngày tới cũng sẽ không thấy cái hình ảnh đó luôn, bởi vì bây giờ là phong tỏa rồi. Anh chị vẫn có thể thấy là người ta bán rau rất là nhiều ở đây, rau củ. Và cuối cái con đường này nè, cuối con đường đi thẳng này, nó có một cái chợ đầu mối, giống như chợ đầu mối anh chị, không phải chợ đầu mối nhưng nó giống như chợ đầu mối, rất là to luôn, và tập trung rất là nhiều đồ luôn anh chị, rau củ quả rồi trứng rồi cá rồi tôm mực ốc các kiểu rất là nhiều. Đây bên phải em là đường Lê Đức Thọ, và cái cầu này có tên là cầu Cuộc. Em cũng không hiểu tại sao người ta gọi là cái cầu Cuộc, có thể ngày xưa nó không có cái hướng đi ra xa lộ chăng. Đó thì con đường này cách đây khoảng chừng 10 năm nó xấu dữ lắm anh chị, ổ gà ổ voi đó, ổ gà ổ voi, mà nước nó đọng, trời mưa nước nó ngập. Nhưng bây giờ con đường này được nâng lên tầm khoảng 5-7 năm rồi, nâng lên và làm trại nhựa ra rất là đẹp luôn. Giá nhà ở đây từ cái ngày mà nó làm đường rất là tăng lên rất là cao,
và bà con mình bán buôn chợ xung quanh á, thì làm ăn rất là được luôn anh chị. Ngày xưa chỗ này nó dơ khủng khiếp luôn, bởi vì cái khu này có cái chợ tập trung rất là nhiều đồ. Bên phải đây là có giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình đây anh chị. Thì giáo xứ này là một trong những cái giáo xứ mà gọi là được cái chú thần đèn á, chú nâng cái nền lên, nâng cái nền lên, di dời nguyên cái nhà thờ luôn anh chị. Khi mà cái đường này nâng này là di dời nguyên cái nhà thờ này luôn ha. À, đó, Nữ Vương Hòa Bình nằm ở 62/3 Lê Đức Thọ, phường 13 Gò Vấp. Thì được di dời nguyên cái nhà thờ đi đó anh chị để mà nâng. Thì ở Việt Nam mình có cái chú đó là thần đèn đó, di dời các cái công trình nặng tới hàng trăm tấn ví dụ vậy. Hướng này là chúng ta đi ra xa lộ Đại Hàn. Bình thường ở đây thì thôi rồi anh chị nhìn cũng sẽ hiểu là nó rất là đông, bởi vì nó là cái khu chợ tập trung, chợ tập trung nhiều lắm. Bán hải sản ở đây tươi sống cũng nhiều, rồi rau củ quả, thậm chí có bán thọ, bán rắn nữa anh chị. Ở đây ngày xưa nó lụm thụm lắm, thiệt, nó rất là lụm thụm. Trời, xe này to ha, đậu giữa đường ha. Gà, quế, rồi chuột, rồi thỏ, rồi rắn. Bây giờ thì nó rất là đẹp luôn. Ở đây có một cái chốt bên phải của em nè. Có mấy ông công an đang ngồi, hình như là dỡ cái chốt ra rồi. Đây, cái chốt nè. Vậy là bây giờ dỡ rồi anh chị. Ở đây có một cái chợ. Đây nè, bên phải em anh chị có thấy không? Người ta đóng cửa nè, bên trái cũng có một cái chợ to lắm. Ở đây là cái cầu Trường Đai, đi thẳng ra xa lộ Đại Hàn. Em đi qua cái cầu và quay ngược lại ha. Thì bên này vẫn là quận Gò Vấp anh chị. Bên kia thì không biết là phải quận 12 không? Bên kia cầu phải quận 12 không? Hồi sáng như vậy là ở đây có chặn đường, nhưng mà bây giờ tháo rồi. Bây giờ là 12 giờ 20 buổi trưa, tháo rồi, không có chặn nữa. Ở bên này là quận 12, nó thuộc ở phường Thới An. Phía trước anh chị là chúng ta sẽ đi ra là xa lộ Đại Hàn anh chị. Khu này lâu lắm em chưa ghé về. Đó, qua bên kia nó là con đường Lê Văn Khương đi về Hóc Môn. À, và cái cầu ngay phía trước đây anh chị là cầu Tân Thế Hiệp, cầu vượt Tân Thế Hiệp. Bên trái chúng ta đi lên bến xe An Sương, bên phải chúng ta sẽ chạy về ngã tư ga. Đó, em xin phép mọc ngược lại nè. Cái con đường này ngày xưa em cũng đi mòn bánh xe. Xưa em đi làm một cái xưởng ở trên Lê Văn Khương, cuối đường Lê Văn Khương. Nó chạy về Hóc Môn, Củ Chi đó anh chị. Như vậy là cái con đường Lê Văn Thọ này đi vào Gò Vấp là không bị phong tỏa anh chị nha. Hồi sáng thì chắc có lẽ có, nhưng mà bây giờ thì hết rồi nè. Bây giờ thì hết phong tỏa cái đoạn đường này rồi. Không biết chiều như thế nào. Và nếu anh chị muốn đi xuyên quận, từ quận 12 đi xuống, hoặc là Hóc Môn, hoặc là Củ Chi đi lên, thì nếu mà có lợi đi xe gần đây thì chúng ta có thể lưu thông trên con đường Lê Văn Thọ này. Không biết chiều nay thì người ta có lập chốt chặn được hay không, nhưng mà hiện tại bây giờ trưa thì người ta tháo rồi. Chạy Lê Văn Thọ này xuống Quang Trung chẳng hạn, đi ngày năm chuồng chó, rồi về Nguyễn Văn Nghi, đi xuống Nguyễn Thái Sơn, ngã ba Chú Ý là có thể lụi qua các cái quận khác rồi. Đó, khu chợ nè. Đây, chốt chặn nè, chốt chặn lúc sáng nè. Vào được, không ra được, chung tay chống dịch. Thôi, em sẽ đi xuống con đường Lê Đức Thọ. Trưa nắng quá anh chị. Giờ
kiếm một cái chỗ nào đó chỉ riêng mình ta, ngồi trốn nắng. Quan trọng bây giờ là đừng có tiếp xúc với ai, anh chị, đừng có tiếp xúc với ai hết, bảo hộ đầy đủ, đừng tiếp xúc với ai. Hôm nay trời nắng thiệt anh chị ạ. Em chạy về chợ Sắm Mới anh chị ha. Bây giờ trưa chắc là mấy anh cũng đi ăn cơm đồ, dỡ cái phong tỏa ra hết rồi. Cầu phụ. Ở đây thì là cái mũi tàu lúc đầu đó anh chị. Bên phải thì chúng ta đi Lê Văn Thọ, bên trái chúng ta đi Lê Đức Thọ. Ở đây là hai cái con đường tên Thọ nha. Hướng này thì chúng ta sẽ đi về ngã tư Sắm Mới. Rất là vắng vẻ, thông thoáng. Anh chị có thể cập nhật cái hình ảnh này. Bây giờ có mở cửa bán buôn thì thật cũng không có người mua, bán cũng chẳng được bao nhiêu cả anh chị. Chúng ta đi ngang chợ Sắm Mới một chút xíu rồi chắc là em cũng chuẩn bị kết thúc các clip. Cập nhật cũng một tiếng đồng hồ anh chị. Đây, ngã tư con đường Lê Đức Thọ và Phạm Văn Chiêu. Bên trái chúng ta sẽ đi về đường Thống Nhất. Bên phải thì chúng ta đi ra đường Quang Trung. Cái khu vực Gò Vấp này thì anh chị biết là ngày thường nó đông xe lắm. Bây giờ thì anh chị thấy là nó thông thoáng hết cỡ luôn. Thông thoáng như Tết. Đây, con đường này đi ngang chợ Sắm Mới. Anh chị có nhớ chợ Sắm Mới bình thường lúc nào cũng kẹt xe không? Kẹt xe ngay cái ngã tư chợ. Bây giờ thì em tưởng tượng ra cái hình ảnh nó rất là vắng. Ơi Gò Vấp ơi, cố gắng lên anh chị. Phía trước của chúng ta đây là chợ Sắm Mới rồi đây anh chị. Sáng nay thì nó có cái tình trạng hơi hỗn loạn một chút xíu, bởi vì cũng chưa có thích nghi kịp. Nhưng mà em nghĩ là hết ngày hôm nay, qua ngày mai là bắt đầu là người ta đã thích nghi được rồi, biết được cái hướng đi nào nó hợp lý rồi, thì nó sẽ đỡ hơn. Khu vực chợ Sắm Mới đây. Trời ơi, chợ Sắm Mới phía trước là hầu như người ta không bán nữa.
đây là ngã tư sống mới đây anh chị. Đường Lê Đức Thọ hôm qua em mới đi nè, hôm nay em xin phép quẹo đường Thống Nhất. Ở đây có cái quán chè ngon lắm nè anh chị, bên phải em đó. Quán chè này ngày xưa em còn ở ngoài Bắc em hay ăn, bây giờ nó lên khoảng 15-20 ngàn một ly rồi. Đây à, đi thẳng thì chúng ta đi xuống Phan Văn Trị, quẹo phải trên con đường Thống Nhất này, để anh chị cập nhật sơ một số cái tình hình. Trời ơi, nó vắng thôi rồi, nhà cửa người ta đóng hết. Đây có được có thể được coi là cái tâm dịch của Sài Gòn. Anh chị có thể cập nhật sơ một số hình ảnh này, và cũng như là cái clip này của em thì nó sẽ nằm lại trên internet, trên mạng mãi mãi ha, trừ khi em xóa thôi. Có thể chúng ta ghi lại cái khoảnh khắc này. Những cái ngày mà Gò Vấp bị phong tỏa. Thật ra anh chị có nhớ không, cái đợt mà sau Tết năm 2019 là coi như Sài Gòn mình cũng có tới, cũng có cái đợt là gọi là phong tỏa toàn Sài Gòn luôn, hầu như là đóng cửa tất cả các hàng quán đó. Những cái hoạt động thiết yếu thì vẫn làm thôi, thì nó giống như vậy nè đó. Thì đợt này là chỉ có Gò Vấp bị thôi, còn những cái quận huyện khác thì sẽ còn đông hơn, nó vẫn đông hơn thì đó. Em sẽ chạy hết cái con đường Thống Nhất này anh chị, hết cái con đường Thống Nhất này đi, rồi em sẽ kết thúc cái clip. Ở trong cái giai đoạn này thì mấy anh Grab đó, mấy anh đi giao đồ ăn đó, giao hàng đó, thì sẽ là hoạt động tích cực nhất vì và cái doanh thu cũng sẽ ổn nhất. Để bây giờ bắt đầu người ta đặt online rất là nhiều anh chị, như kể cả ở nhà em cũng như vậy. Bây giờ bắt đầu ba mẹ cũng không đi chợ nữa, đặt online hết luôn. Nó an toàn anh chị, không có bị lo mình tiếp xúc với lại người này người đỏ ngoài chợ. Và bên trái em có quán bánh canh cá lóc mà ngày xưa em hay ăn, hôm nay người ta đóng cửa rồi. Chúng ta đi ngang cái khu vực đình Thông Tây Hội đây, một cái đình hàng trăm năm và được công nhận là cái di tích văn hóa. Phía sau đình Thông Tây Hội này có chùa Nghệ Sĩ. Rồi chúng ta đi chạy tới ngã ba đường Nguyễn Văn Lượng và đi qua đường Phan Văn Trị, rồi để chúng ta ra con đường Quang Trung. Đối với đường Nguyễn Văn Lượng phía trước đây nè anh chị, ngày xưa nó có tên là Minh Mạng đó. Ngày hôm nay nó phát triển sầm uất lắm, nó có một cái khu nhà giàu triệu đô. Bên trái của em, chúng ta quẹo về Đại Liệt Sĩ An Nhơn, ngày hôm nay nó là Đại Liệt Sĩ Gò Vấp. Còn đi thẳng thì chúng ta sẽ băng qua một cái ngã tư nữa, đó là một cái ngã ba nữa, đó là ngã ba Phan Văn Trị. Trưa nắng quá anh chị ha. Nắng cho nó chết bớt mấy cái con virus này đi, mệt với nó quá rồi. Rồi phía trước chúng ta đây là ngã ba đường Phan Văn Trị và con đường Thống Nhất. Đi thẳng một tí thì chúng ta ra ngã tư đường
Thống Nhất và đường Quang Trung. Em xin phép được vẹo trái đường Phan Văn Trị và chắc là em cũng xin phép được kết thúc các clip luôn anh chị. Hôm nay thì đi cập nhật như vậy tình hình ở một số cái tuyến đường chính của Gò Vấp. Thì nói chung là anh chị cũng hết sức bình tĩnh và yên tâm về cái mặt gọi là lương thực thực phẩm thì luôn luôn có đủ, không vấn đề gì. Cái thứ hai nữa là về cái tình hình thì cũng không phải là cấm đi lại hết đâu anh chị. Tất nhiên là chúng ta đi cũng phải có công việc và cẩn thận. Cẩn thận, nếu mà không có việc gì thì em nghĩ ở nhà. Và cũng có những cái chốt chặn ở những cái vị trí quan trọng để chúng ta khai báo y tế, rồi khử khuẩn, rồi đo thân nhiệt ra vào. Em xin chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an, nhiều sức khỏe. Và chúng ta gặp lại nhau ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Thank you.